cho bạn video hôm nay là tổng hợp từ nhiều câu hỏi của nhiều hội viên à, mình sẽ từ chủ nhà ma nói đến vấn đề của văn minh hiện đại cuối cùng là tiềm năng của văn hóa đông á à, xin các bạn quay tiện đầu tiên có hội viên hy vọng mình giải thích chủ nhà ma là gì mình phải nói rõ một điều là trong giấy học thuật chủ nhà ma chủ nhà lenin và chủ nhà mạc lenin là ba chủ nhà riêng biệt mình rất tôn trọng ý thức hệ của Việt Nam. Mình cũng không biết chủ nhớ mắt le của Việt Nam cụ thể có nội dung như thế nào. Tiếp theo, mình chỉ sẽ giải thích chủ nhớ Marxist. Mình là tham khảo từ cuốn sách Thay đổi thế giới như thế nào xét lại các mạng và chủ nhớ Marxist của sử gia Eric Hobsbawm. Bản thân ông ấy là một nhân vật cánh tả, cũng là một quyền uy giải thích phong trào cánh tả. Đối với mình, nghiên cứu của ông ấy rất đáng tin cậy. Trong sách, ông ấy tóm lại rằng trước khi chủ nhớ Marxist xuất hiện, phương Tây đã có truyền thống chủ nghĩa xã hội rồi các mạng là tổng hợp các nguồn của chủ nhà xã hội thành một lý thuyết có hệ thống trong đó chủ yếu có 3 nguồn đầu tiên là phong trào lao động của nước Anh từ thế kỷ 18 trong đó các mạng hấp thu phân tích kinh tế chính trị của David Ricardo vì vậy tạo nên học thuyết giá trị lao động Nói đơn rằng là tiền lương mà nhà tơ bản trả cho công nhân là ít hơn giá trị lao động thực tế của công nhân vì vậy nhà tơ bản có thể càng ngày càng giàu có còn công nhân thì không nội dung nhà tư bản tăng bốc lộ công nhân. Thứ hai là cuộc kênh mạng nơi pháp từ thế kỷ 18 trong đó các mạng hấp thu lý thuyết về giai cấp công nghiệp Industrial Class của Henry de Saint-Simon. Vì vậy, tạo nên lý tưởng là tiêu diệt sự phân biệt giai cấp, nơi tưởng rằng là mỗi ngày tiêu nên lao động một cách bình đẳng và sự tiến bộ công nghiệp có thể tiêu diệt sự phân biệt giai cấp tất cả mỗi ngày, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thứ ba là truyền thống chủ nhà duy tâm của nước Đức, trong đó các mạng hấp thu lý thuyết phép biển chứng của Hegel. Nhưng mà có xoay lủng ở à, trong lý thuyết của Hegel là vận động khái niệm thúc đẩy vận động xã hội, à, cùng trong lý thuyết của các mạng là sự thay đổi của quan hệ sản xuất thúc đẩy vận động xã hội cùng với khái niệm à, vì vậy tạo nên chủ nhà duy vận lịch sử. À, nói đơn giản là cuộc đấu tranh giai cấp sẽ thúc đẩy lịch sử phát triển ba nguồn này kết hợp nhau, các bạn đưa ra một lý thuyết cho rằng xã hội tư bản sẽ phát triển thành xã hội công sản. Tại vì trong xã hội tư bản có sự phân biệt giữa nhà tư bản và giai cấp vô sản. Nhà tư bản bốc lộ giá trị lao động của giai cấp vô sản. Vì vậy, giai cấp vô sản chắc muốn thay đổi xã hội bằng cách đấu tranh với nhà tư bản. Nếu họ thắng lệnh, nếu họ có lý tưởng, thì sẽ tiêu diệt nhà tư bản cùng với quyền tư bản riêng tư là mỗi ngày tiêu bình đẳng lao động và sáng tạo tài phú. Xã hội như vậy gọi là xã hội cộng sản. Ở đây mình không cho có nhiều người biết không uh, trong cả tiếng Trung và tiếng Việt giai cấp vô sản là phiên dịch của Proletariat nhưng uh Proletariat không nhất định là hoàn toàn không có tài sản uh, chỉ là không có nhiều tài sản Proletariat vốn là chỉ một giai cấp trong thành bang La Mã uh, Ngày xưa công dân La Mã có nhiệm vụ lên chiến trận và phải tự chịu chi phí của trang bị vũ khí cho nên chỉ có những người có tài sản tạm ứng Mỹ sẽ được đăng ký thành công dân La Mã và có quyền lực nhất định. Porter chính là những người không có tài sản hay là có tài sản nhưng không tạm ngưng, họ vốn là không được đăng ký thành công dân, tại vì họ không có năng lực tự trang bị vũ khí, nhưng mà sau đó vì La Mã bền chứng phải chiêu mộ thêm binh lính cho nên mở cửa hạn chế tài sản. Để mỗi người sinh sống ở La Mã đều được đăng ký thành công dân, nhà nước cung cấp trang bị và vũ khí cho họ, họ phải hy sinh vì nhà nước. Trong đó, có nhiều người có tài sản quá ít nhà nước thì không cần đăng ký họ có bao nhiêu tài sản nhưng sẽ đăng ký họ có bao nhiêu công cháu tại vì có thể chu một công cháu của họ làm binh lính ý nghĩa nguyên thủy của Proletary chính là ngày sinh sản công cháu producing offspring đó là công hiến lớn nhất của họ đối với nhà nước tức là duy trì hay tăng thêm dân số thế bây giờ các bạn có thể chưa, nếu chúng ta phải tìm một nhóm người túi ấn cho Proletary thì sẽ là nhóm người nào chính là những ngày di cô từ nông thôn đi thành phố làm việc. Chính là vào thế kỷ 18, vì cách mạng công nghiệp xảy ra, sức sản xuất nâng cao, đô thị hóa nhanh lên, vì vậy xuất hiện một giống người khổng lồ từ nông thôn di cơ làm việc ở thành phố, họ phải làm thuê cho nhà tư bản, họ không có nhiều tài sản, không thể đi đầu tư và có thu nhập bị động. Giống người như vậy chính là cái mà gọi là giai cấp vô sản, proletariat, trong chủ nhà Marxist tiền票, xin đề mình sử dụng Puerto mà không phải là giai cấp vô sản để trình bày, tại vì Puerto Rico có thể có tài sản, à, doanh như mình sẽ sử dụng bauxite mà không sử dụng nhà tư bản để trình bày, tại vì bauxite có bao gồm nghề trung lưu làm thuê. khi các má dự đoán Puerto sẽ đấu tranh với nhà tư bản, ông ấy là nghĩ đến Puerto sinh sống ở thành phố mà không nghĩ đến nông dân sẽ phát huy chức năng, núi truyền hơn, nông dân không phải là Puerto là vì sau đó chủ nhà lên đi thấy có thể huy động nông dân đi phát động cách mạng bạo lực, cho nên mấy bao gồm proletariat ở nông thôn, tức là những nông dân không có thổ địa của chính mình phải làm thuê cho địa chủ.